Ủy ban đối soát phòng dịch trung ương thuộc cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc Kdca cho biết đã phát hiện hai ca nhiễm biến thể Delta Plus của virus Covid-19. Trong đó một ca phát sinh trong cộng đồng là nam giới khoảng hơn 40 tuổi và một ca là người nhập cảnh từ nước ngoài. Cơ quan phòng dịch đang điều tra con đường lây nhiễm. Hiện nay hơn 10 quốc gia trên thế giới đã phát hiện có ca nhiễm biến thể Delta Plus, chủng biến thể có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn và khả năng kháng thuốc mạnh hơn biến thể Delta. Tính đến 0 giờ ngày 3 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 1.202 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.150 ca phát sinh trong cộng đồng và 50 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 202.203 ca. Số ca nhiễm mới tuy giảm nhẹ, song vẫn trên ngưỡng 1.000 ca một ngày. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu Kyom cho biết, lượng xe lưu thông trên đường cao tốc trong ngày thứ Sáu tuần trước là 5,31 triệu chiếc, mức cao nhất trong kỳ nghỉ hè các năm, bất chấp khuyến cáo của cơ quan phòng dịch, khá nhiều du khách còn không đeo khẩu trang tại các điểm du lịch. Cơ quan phòng dịch tiếp tục kêu gọi người dân hạn chế di chuyển trong kỳ nghỉ hè, nhấn mạnh tuần này là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Mặt khác, công ty khảo sát ý kiến và nghiên cứu thị trường Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát nhận thức của người dân về dịch COVID-19 từ ngày 27 đến 29 tháng 7 theo ý thức của Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc. Kết quả cho thấy, 84% người được hỏi ủng hộ biện pháp nâng giãn cách xã hội lên mức 4 đối với khu vực thủ đô Seoul và lân cận thủ đô. 20,5% ý kiến cho rằng cần duy trì lệnh giãn cách xã hội như hiện nay đến cuối tháng 8, 25,1% ủng hộ gia hạn lệnh giãn cách xã hội đến cuối tháng 9 và 20,3% đồng ý cần giữ nguyên lệnh giãn cách xã hội đến cuối tháng 11.